Vâng, xin chào các quý vị. Âm thanh, ánh sáng, lời nói của đến từ âm nhạc. Đó là trong những không gian rất là đẹp để nói lên những câu chuyện về những hệ thống âm thanh và sự tái tạo của âm thanh và đưa người chơi đến các cảm xúc. Và hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, chúng tôi sẽ giới thiệu một cặp loa đến từ Vương quốc Anh. Đó chính là dòng loa Tannoy. Dòng loa Tannoy là một trong những dòng loa quý và uy tín hàng đầu thế giới và đã có bề dày lịch sử rất là lâu năm rồi. Với những dòng loa Tannoy thì nó không sản xuất ra nhiều dòng khác nhau, nhưng mà mỗi một dòng thì lại có một cái sự ứng dụng khác nhau về không gian và phong cách của người chơi và người sử dụng. Và hôm nay tại Thiên Hà, trong một phong cách chơi đậm chất của châu Âu, thì chúng tôi giới thiệu tới các bạn tới dòng loa Tannoy. Đây chính là dòng Canterbury GR. Dòng Canterbury GR này thì với nhiều người thì nghĩ đây là một dòng loa đến từ Vương quốc Anh, và nó có được một cái sự hiện diện rất là đẹp. Đầu tiên thì chúng ta phải nhìn tới một cái lớp vỏ gỗ. Đây là những vỏ lớp gỗ thật lạ ra và được rất quý, và khi chúng ta sờ đây chúng ta sẽ có một cảm giác rất là mát tay. Và một điều quý hơn nữa, tức là với những dòng loa Tannoy này thì khi đua những lớp gỗ này vào thì luôn đối xứng với nhau, và nó tạo được các cái sự vân gỗ này trông nó rất là thân thiện với người dùng. Còn khi đã nói đến dòng loa Tannoy, đó là một dòng loa quý tộc của những người Anh, và đã có những chuyên gia đã từng nói một câu: nếu đã nghe loa Anh thì hãy nghe thử lần loa Tannoy. Dòng loa Canterbury này thì như các bạn nhìn đây thì thấy có một cái thể tích tương đối là rộng về bề ngang, và nó là một dòng loa đồng trục. Nó được phát triển thương hiệu cũng lâu lắm rồi, và nó vẫn giữ nguyên được cái hình dáng từ gần như từ lúc ban đầu. Về cái sự thay đổi thì bây giờ với dòng Tannoy này thì đã được các kỹ sư bên hãng Tannoy là nâng cấp lên rất nhiều, với những củ nam châm quý nhất đối với tôi đó là những củ nam châm Anico, vì củ nam châm Anico là cho một chất âm rất là sâu lắng, ngọt ngào, tự nhiên. Và dòng Tannoy là vẫn trung thành với củ nam châm Anico. Với củ nam châm Anico thì dòng Tannoy này lại đưa ra một cái giải pháp chơi, tức là đó là một nhận diện của một thương hiệu, đó chính là loa đồng trục. Và khi các bạn nhìn đây thì các bạn sẽ thấy đây một cái loa là một cái loa bát. Vâng, bát này thì nó lên đến hơn 30 cm, và nó được làm hoàn toàn bằng giấy. Nhưng mà qua nghiên cứu của dòng Tannoy này thì tôi thấy là với dòng loa Tannoy này thì mỗi một dòng thì lại có một cái bát, kiểu dáng bát khác nhau. Và với dòng bát bằng giấy này thì các bạn nhìn thấy đây là một cái viền ngoài như này để nó tạo được độ cứng, và nó cũng giống như một cái phễu loa để nó phát tán âm thanh được tốt hơn. Và ở ngoài là được gân vải xếp tẩm dầu và được làm hai lớp để chống độ rung chấn. Nhưng mà ngược lại thì với cái gân vải tẩm dầu này thì nó lại bền theo năm tháng, và cái quan trọng là nó cho được có một cái xuống cái giải trầm nó rất là êm, tức là nó có cái phụt nhún rất là êm, nó giống như một cái tấm giảm sóc. Nếu nói đến Tannoy không thể không nói tới một cái phương thức của người Anh, đó là một phong cách sản xuất rất đặc biệt với toàn bộ hệ thống xương gang đúc trong này. Đây là các vành gang và đã được sơn vàng hết, và bên trong thì là một gọi là một cái xương gang kép để vừa phục vụ cho giải bát và vừa phục vụ cho giải tipter, tức là giải tép. Và khi các bạn nhìn sâu vào trong lõi này thì các bạn sẽ thấy có một giải tép đầy hình hoa tulip. Vâng, thực sự là trang trọng và lịch sự, vì nó lấy cái màu vàng chủ đạo để đưa cái sự cuốn hút mắt người nhìn vào đó. Nhưng ngược lại thì đấy là một cái giải chép lên tương đối là cao, nhưng mà nó cho được cái màu sắc âm thanh rất là tự nhiên, vì nó cũng được sử dụng cái hệ thống nam châm kép của Anico. Với những thương hiệu đặc biệt của hãng loa uy tín này thì bao giờ nó chỉ có 3 dòng. Đó là dòng Kensington, và dòng trước mặt các bạn đây là dòng Canterbury, và một dòng Royal thì mới được xếp vào những cái đường vạch này. Đó là những đường vạch của tham chiếu, và toàn bộ hệ thống loa này, mặt đằng trước này thì là đều được dán gỗ hết. Và bên trên này thì đấy là hai tấm gỗ nu quý. Để đưa tới đây thì chúng ta sẽ nhìn đây thấy có sự khác biệt, và khi sờ vào đây thì chúng ta sẽ cảm thấy cái sự trau chuốt tuyệt vời của dòng loa này. Nhưng nói đến Tannoy mà chỉ có vậy thôi thì tôi thấy nó cũng chưa thỏa đáng. Với một bề dày lịch sử cộng thêm với những năm kinh nghiệm thì dòng Tannoy luôn phát triển đi trước thời đại. Với một loa thùng như thế này thì các bạn bảo là thùng kín hay thùng hở? Vâng, các bạn bảo kín cũng đúng, bảo hở cũng đúng. Và dòng loa này thì có để sát tường, cách tường khoảng
30 đến 50 phân, 70 phân cũng rất ok. Là vì tại sao? Hai bên này thì đấy chính là hai lỗ thoát hơi của dòng Tano này. Các bạn thấy đã thấy cái sự điệu nghệ của người Anh chưa? Gạt lên thì là sẽ là lỗ thoát hơi để tăng được độ nhạy của loa lên. Còn khi hạ xuống thì lại là một thùng loa kín. Với các dòng loa khác thì như vậy thôi đã là quá đủ rồi. Nhưng riêng với dòng Tano thì vẫn chưa đủ. Vì lại còn thêm có một bộ vi chỉnh ở đây nữa. Vâng, nó vừa là một cái mã nhận diện thương hiệu chính là dòng Tano Prestige. Và trên này thì có những cái nút để có thể là tăng vừa giải cao vừa giải âm trung lên. Để chắc bạn có một cái sự lựa chọn riêng cho đôi tai của mình. Đó là một điều rất khác biệt vì những cái hệ thống này bình thường chỉ có được lắp đặt ở trên hệ thống âm ly thôi. Nhưng mà dòng Tano này thì lại đã làm được cái việc này. Và còn một điều hay hơn nữa chính là dòng Tano, tại sao các dòng loa khác chỉ có 4 cọc hoặc 6 cọc hoặc 2 cọc thì riêng dòng Tano lại có là 5 cọc. Cái 5 cọc đó là một cái đặc biệt vì dòng Tano đã đưa vào cho người chơi có một hệ thống xả mát của dòng loa để đưa được cái âm thanh tĩnh hơn, hay hơn, nhạc tính hơn. Vậy Tano là số 1. Còn bây giờ quay lại, hôm nay với dòng ghép với dòng Tano thì chúng tôi sẽ ghép cái gì? Vâng, trong một không khí đậm chất cổ điển thế này thì tôi muốn giới thiệu tới các bạn một mâm than Chanzutor. Đây là mâm than Chanzutor Z1 đến từ Đức. Đây là một thương hiệu chỉ chuyên sản xuất các sản phẩm về phần cơ và phần LP, tức là về phần mâm than. Và Chanzutor này thì có nhiều dòng sản phẩm đứng hàng đầu thế giới và có những hệ thống lên rất nhiều tiền. Nhưng ngày hôm nay với sự thừa hưởng của những dòng đầu bảng của Defendant của hãng thì Chanzutor Z1 này cũng vẫn đã đưa được vào và đã đưa đến mọi người để tiệm cận đến hàng high-end rồi. Vì dòng này được sản xuất hoàn toàn tại Đức và được các kỹ sư của Đức thì luôn đặt cái chú trọng là cái chất lượng là hàng đầu. Nếu đã nói đến người Đức thì không thể nói đến cái tính cơ khí, thì các bạn nhìn thấy các tay cần. Rồi, các bạn nhìn thấy sự tay cần, rồi mã thương hiệu Chanzutor trên này. Nhìn trông rất là bắt mắt, đẹp. Nhưng độ chính xác thì hoàn hảo. Nếu nói đến dòng này thì không thể nói không đến cái sự kết cấu của Chanzutor này. Các bạn nhìn thêm, ba chân trên đứng trên một cái bay. Cái bay đứng trên ba chân tiếp tục trùng rung. Tôi thấy đây là một sự hoàn hảo tuyệt đối. Vì gần như là với các cái thông số đo trên tính vật lý, vì chúng tôi có bộ kit để kiểm tra thì thấy nó hoàn hảo. Nó không có một cái điểm gì để mình có thể tìm ra được một cái gọi là một lỗi gì nhỏ về trong cái phong cách. Và trong Chanzutor này thì cho các bạn chơi được ở nhiều cái định dạng khác nhau. Với một chiếc Hassell như này thì các bạn có thể thay được các dòng kim khác nhau để cho các bạn tự cảm nhận được. Đó. Còn về với phần nhôm khối với cả bằng cái blade này cộng như với cả cái tấm mica đen này thì các bạn sẽ thấy có một sự tương phản, nhưng nó tạo được một cái sự luxury và trông nó rất là sang trọng. Còn ở dưới đây thì đây chính là một bộ điều tốc. Nó có hai tốc độ là 33 và 45. Chơi mâm than thì nó là một cái phong cách riêng của những người tâm đã tĩnh và thích nghe một chất âm thuần analog. Nhưng mà để đơn giản cho việc chơi thì tại Thiên Hà chúng tôi đưa ra cho các bạn một giải pháp. Đó là dùng phono luôn của trong một chiếc âm ly để mình có thể là vừa chơi được CD, mình có thể chơi được nhạc số và mình có thể chơi được cả một mảng đó là đĩa than. Đó là một cái vũ khí tối thượng của dòng âm ly Mark-In-Tot 12.000. Mark-In-Tot 12.000 thì mới được các kỹ sư của hãng Mark-In-Tot đưa ra dòng sản phẩm này năm 2020, và khi đã đưa ra thì nó đã đặt một cái sự vang dội ở trong này vì nó hoàn toàn cải tiến và cái mạch của nó là cái mạch hybrid, tức là mạch line, tức là phần đầu sử dụng là phần pre bóng đen dùng 4 bóng 12x7 và phần sau thì là phần công suất. Mark-In-Tot này thì nổi tiếng nhất vẫn là biến áp suất âm, vì dù âm ly của hãng đánh ở dạng bán dẫn nhưng mà người ta vẫn dùng sang biến áp suất âm. Với cái mạch power wah, tức là cái mạch clipping, tức là khi Mark-In-Tot đã đưa ra một công suất là 350W cho một kênh, tức là 700W cho hai kênh, thì người ta đã đưa cái mạch đấy vào để người ta khống chế, để khi các bạn dùng có quá thì cái mạch clipping nó sẽ cắt ngay và nó sẽ tạo cho các bạn là một cái điểm an toàn cho loa. Đó là một điều rất hay của các kỹ sư hãng Mark-In-Tot đã đưa vào. Và một điều thứ hai là
Entry monitor tức là các bạn có thể chơi dùng quá thì nó sẽ bị đoản mạch, đứt cầu chì. Nhưng mà các bạn hãy đừng có lo lắng gì, vì tất cả những cái đó là cái bên hãng đã khuyến cáo, các bên hãng đã chia sẻ, đấy là những cái mạch để bảo vệ cho hệ thống của các bạn ở điều kiện tốt nhất. Còn về màu sắc âm thanh, nói đến nước Mỹ phải là Macintosh. Đối với tôi thì rất nhiều người hỏi Macintosh thì màu sắc âm thanh thế nào. Đối với tôi thì tôi thấy để mà nghe được một dòng Macintosh này với những đôi loa bát to, rộng, màn giấy và có một đường tín hiệu âm thanh vào tốt, thuần analog thì nó là một sự hoàn hảo. Không thể không nói thêm đến Macintosh là về hình thức của bên nó bên ngoài. Thì các bạn nhìn đây thì các bạn sẽ thấy đây là có hai cái cửa sổ power input rất là đẹp. Đúng không ạ? Khi nó chơi nó có độ động, nó có độ nhảy thì người ta sẽ nhìn vào cái đây, người ta cảm nhận. Và người ta nhìn đây người ta sẽ biết cái sự cân bằng của hai vế. Cùng với Macintosh thì nó có một hệ thống phono và đường phono thì là đường MM và VC, thì tôi nghĩ đây là hoàn hảo. Vì đây tôi đang đánh ở kim MC mà nó xuống chơi kháng cái 50 ohm rất là thấp nhất để tạo được, và nó có thể lên cao nhất là 1000 ohm. Tức là mình có nhiều sự lựa chọn cho hệ thống kim của mình, lại cộng thêm với cả một hệ thống dàn equalizer tức là EQ này để cho mình có thể là chỉnh thêm ở các định dạng, tăng trầm, giảm trầm, tăng bass, giảm bass. Đó là những sự hoàn hảo. Nhưng nói đến vậy thì không thể không nói đến cái DC2 của trong Macintosh này. Vâng, nó nhận tín hiệu qua các cổng số vào thì nó có thể lên đến 24 bit 512 hoặc là DSD 512. Thì các bạn thấy có là một sự hoàn hảo để cho các bạn có thể nối trực tiếp từ phần cơ xuống phần âm ly để mình nghe được về cái hệ thống DAC. Đó là một cái sự tìm tòi thêm. Còn về bản chất gốc thì tôi thấy Macintosh vẫn hoàn hảo khi chơi với các hệ thống analog, vì nó cho được một cái sự dày dặn, ấm áp, chuyên nghiệp, và cái quan trọng là nó đậm chất của cổ điển. Và bây giờ cũng không phải để các bạn đấy lâu, sau đây thì tôi cũng xin mời các bạn với tôi có một sự cảm nhận ngay về trong một cái không gian màu sắc âm thanh như thế này, thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức với những giai điệu của các bản nhạc cũng như lời các ca sĩ, lời tự sự muốn nói để dành cho các bạn. Xin mời. Thank you.
trong những không gian như thế này thì tôi chỉ muốn nghe nhạc mãi và mãi, vì thấy nó quá là thư thái, cộng thêm với cả một phong cách riêng thì thời đây là sự hoàn hảo. Các bạn thấy hay thì hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, và sẽ có nhiều tút hay nữa tới gửi tới các bạn. Xin hẹn gặp lại tút sau.